nếu không phải là bánh cũ, tại sao cháu tôi ăn nó lại bị đau bụng? Chắc gì cháu chị đã ăn bánh mì nó đau bụng. Chị nhìn vào xem, cái bánh của tôi như này, ruột nó mềm, nó trắng như thế này, mà chị nói là bánh mì cũ để qua đêm, tôi cũng chịu chị đấy. Tôi chỉ biết rằng là cháu tôi nó đã ăn bánh và nó đau bụng, cô phải chịu trách nhiệm. Chị nói là chịu trách nhiệm thì tôi sợ chị rồi. Được, chị cứ mang cái giấy chứng nhận rằng cháu chị vì ăn bánh mì mà đau bụng đến đây, tôi sẽ đền chị gấp 10. Còn nếu không, chị đi đi, sáng ra. Được, tôi sẽ vào bệnh viện và lấy giấy về cho chị xem. Vía đốt vàng, đốt gan, đốt ruột. Mẹ ơi, bố lành đâu thì rồi ở, vía giữ thì đi. Mẹ, bố... Sao? Bố mày á, bố mày trong túi của tao ấy. Ơ? Ơ cái gì? Ơ quả mơ có hột. Eo ơi, mẹ xấu tính thật đấy. Lại giận cả chém thớt. Thì sao? Mày muốn cái gì? Tại sao giờ này còn ở đây, không đi làm à? Con nghỉ việc rồi, được chưa? Mày nghỉ nhanh hơn dự tính của tao đấy. Bây giờ nghỉ việc thì về làm bánh cho mẹ. Công việc ổn định, lại không phải nay chạy công ty này, mai chạy công ty khác. Nghỉ chỗ này thì em nộp đơn chỗ khác, thiếu gì? Thôi Ly, em về làm bánh với chị. Chị trọng dụng em, chị công nhận năng lực của em. Em còn muốn gì? Chị ghi nhận năng lực của em á? Hay là trong mắt chị, em chỉ biết mỗi nặn bánh, có được cái tích sự gì đâu? Vậy nên mỗi lần nghỉ việc đều là lỗi của em. Em lại chẳng là chị quá. À thế nhưng mà nếu mà một lần, hai lần thì có thể là họ sai, họ chưa nhìn kỹ năng lực của mình. Nhưng mà nhảy việc cả chục lần như vậy, tại ai? Con nói cho mẹ biết nhá, lần này là do bà sếp già của con thích dụ dỗ, ve vãn thằng Tú. Con không thích làm nữa, con nghỉ việc. Sếp già? Bao nhiêu tuổi mà mất nết như thế? Đấy, thế nên làm sao mà con có thể dành hết cả tuổi thanh xuân của mình để phụng sự một người chơi cháo như thế được? Chuẩn, mẹ đồng ý. Con là con không thể nào thỏa hiệp với kẻ xấu. Vậy nên lần này nghỉ việc là vì con là người tử tế, chứ không phải con bị đuổi việc. Nhưng mà nếu cái thế giới này toàn những người không ra gì, mỗi một mình Ly tử tế, thì Ly vẫn sai, Ly vẫn tiểu nhược. Ơ, mẹ. Mẹ nghĩ rằng dù gì như thế, thằng Tú nó vẫn còn có người nhòm ngó đấy. Con làm sao mà mẹ giao khắp cõi trời đất này mà chẳng ma nào nó nhìn thấy là thế nào nhỉ? Không bàn cãi nữa, hết việc rồi, về nhà làm bánh. Mẹ nói nhẹ mà không nghe, cứ nặng mẹ phang. Thôi được rồi, để no bụng mỗi ngày thì con làm việc vậy. Ly ơi Ly, chị nghĩ em như thế là biết điều đấy Ly ạ. À, nào, bắt đầu công việc với. Vâng.